Sáng nay, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã tiếp tục được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cuộc thi được tổ chức thường xuyên ở nhiều địa phương nhằm tuyên truyền sâu rộng luật Cảnh sát biển Việt Nam, luật biển Việt Nam, qua đó hun đúc tình yêu biển đảo cho lứa tuổi học sinh. Cuộc thi đã thu hút 40 học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân trực tiếp tham gia thi đấu, hàng trăm cổ động viên tới cổ vũ, tạo sức lan tỏa về tình yêu biển đảo. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm với các gói câu hỏi thông qua 4 phần thi: ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Nội dung các câu hỏi xoay quanh kiến thức về chức năng, nhiệm vụ truyền thống của lực lượng cảnh sát biển, truyền thống quê hương, lồng ghép vào các kiến thức về bạo lực học đường và đặc biệt là tình yêu quê hương, biển đảo Việt Nam. Nguyễn Phương Thúy, một học sinh lớp 8 đã vượt qua 39 thí sinh khác, đã giành vị trí quán quân của cuộc thi. Ban tổ chức cũng trao một giải nhì, 4 giải ba và 1 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia. Các bạn ấy học rất là chăm. Em nghĩ là mình giành được giải nhất đâu, nhưng mà mình sẽ bị loại. Cảm thấy rất là vui. Thế mà mình đạt vượt quá mức bản thân của mình. Có một lần đi du lịch của em ở Phú Quốc, thì lúc đấy em mới biết được về đảo về Phú Quốc, rồi đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nó gợi cho em thêm được rất nhiều tình yêu quê hương biển đảo, giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta sẽ trở nên là một đất nước thật sự rất đẹp và giàu tài nguyên. Hôm nay em đạt giải nhì và em thấy cuộc thi này rất có ý nghĩa để cho các học sinh có thêm nhiều kiến thức về biển đảo Việt Nam để sau này xây dựng biển đảo Việt Nam càng ngày càng tốt đẹp. Không chỉ tuyên truyền luật biển, luật cảnh sát biển, thông qua cuộc thi, ban tổ chức muốn hun đúc lan tỏa tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Lực lượng cảnh sát biển chúng tôi thực hiện đa nhiệm vụ, đặc biệt là thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ cái IUU, chống xâm phạm đánh cá nước ngoài. Và hiện nay đã có hiệu quả, vừa qua thì chúng tôi cũng đã có những cái kết quả và trực tiếp IUU đã vào cũng đánh giá. Thì thấy rằng nhưng mà chúng tôi vẫn phải phấn đấu hơn nữa và vẫn phải tiếp tục các cái cuộc thi thì sâu rộng hơn nữa và lan tỏa tốt hơn nữa để đạt được cái mục đích làm sao mà nhân dân và các thế hệ trẻ hiểu được biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức trên 70 cuộc thi ở 87 trường trung học cơ sở, 19 tỉnh thành phố. Ban đầu, cuộc thi được tổ chức tập trung ở các tỉnh thành ven biển, nhưng sau đó lan rộng ra khắp các tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh phần thi của các em học sinh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã trao tặng nhiều món quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó ở địa phương.